Cuối tập trước, Thạch Trung Thiên đã bị đám cường giả của Bất Lão Sơn bao vây. Thạch Hạo lao lên tấn công vào trận pháp, tuy không thể đánh thủng kết giới nhưng lại khiến cho đám người Bất Lão Sơn bất ngờ dừng tay lại. Bà lão nhận thấy trên người cậu luồng khí tức thiên đạo nên cũng tò mò hỏi thăm lai lịch của Thạch Hạo. Thạch Hạo cố gắng đâm xuyên kết giới, đồng thời lên tiếng gọi Thạch Trung Thiên. Nghe cậu gọi ông là ra sao, cả đám cũng bất ngờ, ngay cả bản thân ông cũng giật mình. Bà lão lập tức ra lệnh cho đàn em tấn công Thạch Trung Thiên. Cả đám nghe lệnh lập tức lao lên công kích dữ dội. Điều này làm cho Thạch Hạo càng thêm gấp rút, điên cuồng công kích vào kết giới. Sau nhiều nỗ lực xuyên phá thì cũng thành công đâm xuyên qua kết giới. Bà ta thấy vậy liền yêu cầu thuộc hạ tiêu diệt Thạch Trung Thiên trước, đừng để bọn họ hội hợp với nhau. Bà ta vội lao lên tấn công Thạch Hạo tới tấp. Trong lúc này, Thạch Trung Thiên vẫn một mực vừa bỏ chạy vừa tránh né. Nhìn lên trên thì thấy Thạch Hạo đang giao thủ với bà lão. Ông vô cùng thắc mắc vì không nhận ra người thiếu niên kia. Lúc đầu còn nghĩ rằng đó là Tần Hạo, nhưng tướng mạo của Tần Hạo lại không phải như vậy. Thạch Hạo không có ý định giằng co mà vừa đánh vừa nhấp nhả, sau đó thừa cơ hội lao về phía Thạch Trung Thiên. Cánh tay nhanh chóng lấy ra cái đỉnh ném về phía bà lão. Thạch Trung Thiên cũng bồi thêm một chiều, cả hai kết hợp đánh cho bà ta nằm sấp mặt. Đám thủ hạ nhanh chóng lao lên tấn công, Thạch Hạo vội lấy ra bảo cụ, dồn lực lượng vào pháp bảo rồi đánh một kích xuống đất. Dư chấn lan ra xung quanh, chấn bay đám người xấu ra ngoài. Mọi chuyện được giải quyết, Thạch Hạo xúc động nói tên mình ra. Thạch Trung Thiên nghe vậy, liền xúc động vô cùng. Vất vả bao nhiêu năm, cuối cùng ông cũng nhìn thấy đứa cháu. Vốn tưởng rằng cậu đã bỏ mạng rồi, cả đời ông sẽ không còn gặp lại Thạch Hạo nữa. Bởi vì xúc động quá mức, nên cũng hơi bị chút đau tim. Đám người Bất Lão Sơn nghe được cuộc nói chuyện của hai người cũng vô cùng bất ngờ. Thạch Trung Thiên thì càng thêm tự hào về đứa cháu này. Mất đi chí tôn cốt tận hai lần mà vẫn còn sống tiếp được, như vậy còn có gì có thể ngăn cản được cậu nữa. Nếu tin tức này lộ ra ngoài sẽ gây ra một trận sóng gió lớn, cực kỳ bất lợi cho Bất Lão Sơn nên không thể để cho Thạch Hạo sống sót được. Thế là bà ta lập tức ra lệnh kết trận pháp. Rất nhanh chóng, một cái đồ án khổng lồ cũng xuất hiện bao trùm hai người. Những người khác cũng dàn trận bao vây, họ đồng loạt xông lên đánh hội đồng. Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên cùng nhau chống trả. Bọn chúng vừa xông lên còn chưa kịp thể hiện năng lực thì đã bị ăn đòn. Tuy nhiên, màn tấn công vừa rồi lại chỉ đang cầu giờ cho trận pháp khởi động mà thôi. Ngay khi trận pháp hoàn thành, hai người lập tức bị trấn áp. Uy áp phóng xuống khiến cả hai người đứng dậy cũng khó khăn, biết rằng cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. Thạch Trung Thiên ở dưới phòng ngự, còn Thạch Hạo thì sẽ đi phá các trụ cột trong trận. Ông tạo ra một cái kết giới bảo vệ bản thân, còn Thạch Hạo thì ném ra đạt thần thạch tấn công. Hắn ta hào hứng lao tới tấn công mấy cái trụ pháp trận. Chỉ cần bị hắn đụng trúng thì cái trụ lập tức bị đánh tan. Rất nhanh chóng, áp lực nhanh chóng biến mất, thế là hai ông cháu lập tức phản công đánh tan kết trận. Đến đây thì uy hiếp đã không còn, đa thần thạch cũng đã ăn no bụng, nhưng bà lão vẫn cho rằng phá hủy pháp trận thì sao, với tình trạng hiện tại của Thạch Trung Thiên chắc chắn không thể đi nổi. Thạch Hạo thản nhiên cho biết mình đâu phải muốn phá trận để chạy trốn, cậu muốn lợi dụng đàn bướm để tấn công. Nhờ vào con tầm điều khiển, đàn bướm nhanh chóng có mặt, tiêu diệt đám cường giả của Bất Lão Sơn. Nguy cơ đã được giải quyết, Thạch Hạo tiến lại hỏi thăm một tên giấu mặt. Tên kia sợ bị mất mạng nên khai hết toàn bộ, bọn hắn là người của Tần tộc, chuyên xử lý một số chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Người phái tới là một vị hộ pháp của Tần tộc, còn có một quang thiên sứ cũng bị mồi chuộc đang đuổi giết Thạch Trung Thiên. Tên sứ giả đó đến từ Thiên Quốc, đặc biệt phụng mệnh săn giết mục tiêu. Những người nhóm lên thần hỏa đều có quang diễm nên được xưng là quang thiên sứ. Thạch Hạo phẫn nộ, cậu vẫn còn ân oán với Thiên Quốc, thêm lần này nữa nhất định phải thanh toán món nợ với bọn chúng. Thạch Hạo tiếp tục tra hỏi tin tức về vợ chồng Thạch Tử Lăng và Aman đang ở đâu. Vậy nhưng tên kia còn chưa kịp trả lời thì đã bị bà lão tung mồi chuộc giết chết. Bà ta cho rằng tiết lộ bí mật đồng nghĩa với việc mưu phản Tần tộc. Lương tâm không cho phép làm chuyện đó, cho nên bà ta quyết định tự bạo nhằm kéo theo hai người Thạch Hạo. Đáng tiếc là Thạch Hạo và Thạch Trung Thiên đã nhanh chân chạy khỏi vụ nổ. Sau khi đến nơi an toàn, cậu mới cho biết mình đang dùng tên giả là Khoang để đi lại, đồng thời thay đổi dung mạo, mong rằng ông cũng nên cẩn thận một chút. Thạch Trung Thiên cũng trấn an một phen, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì ông đã kiệt sức nằm xuống. Ông cho biết mình đã từng thấy kẻ săn giết kia của Thiên Quốc, bọn họ quả nhiên lợi hại, thân thể ông e rằng sắp không xong rồi. Thạch Hạo lấy ra rất nhiều thánh dược trị thương, nhưng Thạch Trung Thiên lại ngăn cản. Ông tiết lộ đây chỉ là bộ linh thân của mình chứ không phải chân thân. Chân thân có lẽ đã rời khỏi đảo rồi. Nếu biết cậu đến đây thì ông đã để chân thân lại. Chẳng qua là lúc đó ông tìm được chân huyết cấm kỵ do ma tôn để lại. Thực sự không chịu nổi sức lực của nó nên mới vội vàng thoát khỏi cường địch, chọn một nơi để cảm ngộ đột phá.
kết quả bỏ qua mất cơ hội gặp lại cậu. Nói tới đây, cơ thể Thạch Trung Thiên cũng tan biến thành nhiều luồng ánh sáng và bay đi. Thạch Hạo tiếp tục di chuyển, đồng thời còn giải ra tin tức sứ giả Thiên Quốc truy sát tổ phụ. Nguyên nhân là Tần Hạo sắp xuất hiện ở Nguyên Thiên Bí Cảnh. Mọi người đều biết, sao lại không đến gặp mặt một lần. Chỗ tuyệt vời như thế cũng là nơi thích hợp để sát thủ Thiên Quốc động thủ. Cho nên, cậu phải nhắc nhở tổ phụ cẩn thận. Cậu tiến vào một tửu điếm, vừa muốn nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tin tức. Đám người xung quanh bàn tán xôn xao. Bọn họ cho rằng trận chiến tại Thiên Nguyên Bí Cảnh sắp tới chính là cơ hội giúp Tần Hạo thành danh. Khối chí tôn có trên người hắn có thể phóng thích ra sức mạnh luân hồi. Bọn họ cũng đã nghe được tin tức mà Thạch Hạo lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó, Nguyệt Thiên Tiên Tử cũng đi tới. Sự xuất hiện của nàng ta làm cho cả đám háo hức chạy đi xem mỹ nhân. Ngoài ra còn có ma nữ và các thiên kiều cũng đến. Diễn biến tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.